Nhà nông miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón ngày 13 tháng 7 năm 2021 như sau. Giá ure trên thị trường tăng mạnh khoảng 300 đến 600 đồng một ký tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Giá kali đồng thời tăng lên nhẹ. Tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ cũng ghi nhận giá NPK tăng nhẹ so với hôm qua. Khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 600.000 đến 640.000 đồng. Phú Mỹ 610 đến 630.000 đồng. Ninh Bình 590.000 đến 610.000 đồng. DAP Hồng Hà 850.000 đến 870.000 đồng. Định Vũ 660.000 đến 680.000 đồng. Kali Miễn Cà Mau 540.000 đến 580.000 đồng. Phú Mỹ 550.000 đến 570.000 đồng. NPK 16-16-8 Cà Mau 540.000 đến 580.000 đồng. Ba Con Cò 520.000 đồng đến 560.000 đồng. Phú Mỹ 550.000 đến 580.000 đồng. Việt Nhật 540.000 đến 570.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, ure Cà Mau 630.000 đến 670.000 đồng. Phú Mỹ 640.000 đến 660.000 đồng. NPK 20-20-15TE Bình Điền 750.000 đến 780.000 đồng. NPK 20-20-15 Bình Điền 730.000 đến 760.000 đồng. Phân Lân Văn Điển 200 đến 210.000 đồng. NPK 16-16-8 Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 600 đến 630.000 đồng. Kali Miễn Cà Mau 503 đến 508, Phú Mỹ 504 đến 570.000 đồng. Giá này là giá tham khảo trên mỗi bao 50kg. Quý bà con lưu ý dùm kênh Nhà Nông Miền Tây là giá còn có thể chênh lệch cả lên và xuống, tùy thuộc vào quý bà con mình mua tiền mặt hay mua đầu tư, rồi là mình mua để tự chở hay là chở tới nơi, và tuyến đường vận chuyển xa hay gần, dễ hay khó mà sẽ có sự chênh lệch quý bà con nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Có vấn đề gì quý bà con mình cứ bình luận vào kênh Nhà Nông Miền Tây để chúng ta trao đổi thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.